Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là chính sách chưa từng có tiền lệ, đó là nhà nước hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho những người bị giảm sâu thu nhập và những người yếu thế trong xã hội. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dự kiến quy mô của gói hỗ trợ này sẽ vào khoảng 62.000 tỷ đồng, khoảng 20 triệu người sẽ được nhận hỗ trợ. Và chúng ta hãy cùng xem ai sẽ được hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ sẽ như thế nào. Những người bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu 800 nghìn đồng mỗi tháng, nhưng không quá 3 tháng tính từ ngày 1 tháng này. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính sẽ được vay không cần tài sản đảm bảo từ ngân hàng chính sách trong 12 tháng và không phải trả lãi suất để trả thêm một nửa tháng lương tối thiểu vùng cho những lao động này. Các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ tháng này sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng và không quá 3 tháng. Những người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hay có hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm cũng sẽ được hưởng mức hỗ trợ này. Những người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Người được hưởng trợ cấp xã hội được hỗ trợ thêm 500.000 đồng mỗi tháng, còn hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng mỗi người mỗi tháng và nhận trong một lần cho cả 3 tháng. Nghị quyết của Chính phủ cũng cho phép cả người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng. Để nghị quyết sớm được triển khai và đảm bảo sự khách quan, công bằng, một trong những việc làm quan trọng nhất đó là xác định đúng được đối tượng được hưởng trợ cấp. Có ý kiến cho rằng chính quyền địa phương có thể sử dụng công nghệ kết hợp với dữ liệu từ ngành thuế, ngành bảo hiểm xã hội để đối soát và loại trừ những người không thuộc diện hỗ trợ mà vẫn đăng ký, hay là dữ liệu dân cư của ngành công an để nắm thông tin đối tượng được hỗ trợ. Ngoài ra, phải công khai các doanh nghiệp đăng ký nhận hỗ trợ để giám sát, ngăn ngừa động cơ trục lợi. Ngay trong hôm nay, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã tiến hành rà soát tổng hợp các đối tượng bị ảnh hưởng. Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho từng quận huyện đi từng nhà, rà thật chắc tất cả những trường hợp gặp khó khăn do dịch bệnh, chủ yếu là các đối tượng người lao động, các hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng hoạt động có tổng doanh thu phải chịu thuế dưới 100 triệu đồng một năm và các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công. Theo tinh thần chỉ đạo của thành phố Đà Nẵng, việc hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách. Một chính sách chưa từng có tiền lệ thể hiện sự nỗ lực của chính phủ trong việc đồng hành cùng với nhân dân trong bối cảnh ngân sách nhà nước cũng đang chịu nhiều áp lực do ảnh hưởng của dịch bệnh. Và để có thể cảm nhận rõ hơn ý nghĩa nhân văn của chính sách này thì chúng ta hãy cùng đến với những lao động trong ngành du lịch tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để thấy được những khó khăn của họ và thấy được sự hỗ trợ với họ lúc này kịp thời và quý giá như thế nào. Không chỉ trong thời gian này phải tuân thủ cách ly toàn xã hội mà ngay từ sau Tết, ngày nào ông Khánh cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Công việc của ông là lái xe chở du khách cho các công ty lữ hành. Dịch COVID-19 xảy ra, không còn du khách, xe đứng bánh và những tài xế như ông Khánh chẳng còn việc để làm. Bây giờ, cứ một ngày đi qua là thêm nhiều nỗi lo đối với ông Khánh. Ông lo một, vợ ông thì lo gấp hai, gấp ba. Bữa ăn trong nhà, có dè sẻn mấy thì cũng tốn kém, trong khi cả nhà chẳng ai có việc làm. Mùng 6 Tết là xe em bắt đầu là đóng đi đóng lại hết, là coi công ty rút, là về là để bỏ bãi. Bỏ bãi cho đến từ mùng 6 Tết rồi là không biết làm gì ra luôn. Sơn là hướng dẫn viên du lịch. Tháng trước, các điểm du lịch đóng cửa, Sơn chuyển sang chạy xe Grab. Công việc mới này chỉ làm được vài ngày, giờ cũng phải dừng. Cả ngày, trong căn phòng trọ, Sơn ôm lại tiếng Hàn. Chính nhờ ngoại ngữ này mà trước đây hầu như ngày nào Sơn cũng tất bật với công việc hướng dẫn các đoàn khách từ Hàn Quốc. Còn lúc này thì ngược lại, nếu không tìm những việc khác, thì những người như Sơn chẳng có việc gì để làm. Khi mà dịch bệnh xảy ra thì đa số mọi người về quê hết. Chỉ có một số người nào ở Nha Trang thì ở lại làm việc, kiếm một số công việc. Du lịch, kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa cũng là ngành kinh tế đầu tiên gánh chịu tổn thất nặng nề do dịch COVID-19. Cả quý 1 cùng với mức tổn thất lên đến 5.400 tỷ đồng là không dưới 17.000 lao động trong ngành du lịch ở Khánh Hòa bị cắt giảm.
Một nhà hàng nhỏ như thế này lúc trước còn hoạt động, lao động trong nhà hàng mỗi ngày lên đến 80 người. Một khách sạn cỡ 200 phòng, nhân viên phục vụ thường ở mức 150 người. Nay cứ mỗi khách sạn, nhà hàng đóng cửa cũng đồng nghĩa lao động buộc phải cắt giảm, kéo theo hàng chục gia đình rơi vào cảnh sống chồng chênh. Các chỗ là nó nghỉ hết, giờ muốn làm cũng ra tiền không có. Bây giờ con cháu này nọ thì nhà thuê cửa mướn thì thấy bây giờ hẹp hòi quá. Thêm một ngày ông Khánh nhàn rỗi, đó là sự nhàn rỗi trong bao nỗi lo. Ngày nào cũng dõi theo thông tin dịch Covid-19, mong ước lớn nhất của ông cũng như bao người khác vẫn chỉ là dịch bệnh chóng qua để rồi có được việc làm, để mưu sinh. Chúng tôi chọn thành phố Nha Trang, Khánh Hòa làm ví dụ bởi đây là thành phố sống nhờ vào du lịch và có thể nói là chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề về kinh tế. Song nhiều doanh nghiệp ở đây, trong khi chờ sự hỗ trợ của nhà nước, cũng đã chủ động tìm ra những biện pháp hỗ trợ cho người lao động. Tất nhiên là trong khả năng cho phép, chứ cũng không thể tránh khỏi việc là cắt giảm lương, cắt giảm nhân công. Đóng cửa hết ngày này qua ngày khác, điều chưa từng xảy ra, giờ lại xảy ra ở tất cả các đơn vị làm du lịch tại Khánh Hòa. Công ty lữ hành này cũng không nằm ngoài biến cố bởi Covid-19. Hiện nay thì công ty của mình sử dụng quỹ dự phòng vẫn đảm bảo cho người lao động được khoảng 75% thu nhập. Những năm trước khi mà du lịch phát triển thì chúng ta đã thu lợi và chúng ta đã có lập được những cái quỹ dự phòng. Đây là lúc sử dụng quỹ dự phòng đó. Còn khách sạn này, lâu nay có đến 220 lao động. Điều hưu chẳng còn khách, buộc lòng chủ khách sạn phải cắt giảm lao động, giờ chỉ còn 40 người. Việc cắt giảm lao động cũng được tính toán theo hướng để sao cho người lao động bớt khó khăn được phần nào hay phần ấy. Số lượng nhân viên đi làm này làm full trách nhiệm nhưng mà chỉ được hưởng 50% lương thôi. Các doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa đã và tiếp tục tìm nhiều cách để cầm cự. Việc cầm cự lúc này không phải là hoạt động kinh doanh, mà chính là cầm cự trong việc trả lương, hỗ trợ người lao động. Tuy nhiên, khó khăn mà các doanh nghiệp đối mặt chính là nguồn quỹ dự phòng cũng chi đủ trả lương cho người lao động nhiều lắm trong 1-2 tháng. Nếu mà chúng ta từ lúc mà đưa ra sáng kiến hỗ trợ đến lúc mà tiền đến tay người lao động mà 3-4 tháng thì nó đã không còn kịp thời. Thì tôi mong rằng là cái gói đó nó đến càng sớm hơn và có cách nào đó để các cơ quan chính quyền hỗ trợ cho doanh nghiệp để tiếp cận được những gói như vậy. Trong giai đoạn khó khăn này, bên cạnh gói hỗ trợ an sinh của chính phủ, rất cần sự chung tay giữa doanh nghiệp và người lao động. Chung tay để cuộc sống của người lao động bớt khó khăn và chung tay để ngay sau hết dịch, các doanh nghiệp cũng sẽ có ngay nguồn lao động để nhanh chóng phục hồi kinh tế.